thì ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân linh kết thành. Sắp bê sát ta quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp giả bách cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu a rô ga hồn tu sam bát tì hi sa mít chan tu su khi a ta năng ba ri ha ran tu đúc khắp bát ta cha nít đúc kha pha dập bát ta cha nếp pha già sâu cặp bát ta cha nếp sâu ca hồn tu sắp bơi bi bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, xin đạo tràng cùng với mấy ta đọc tắt bạch để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma văn phàn tê quy sùng rạch kha nát tha gia ti sa ra này na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng rắc ca na tha gia ti sa ra này na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn phàn tê quy sùng rắc ca na tha gia ti sa ra này na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con kính nhân mít cho Ngài Tỳ Đức để Ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con, và con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Hài Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sam Khai Ya. Chư thiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào Sít Mê Ta, Sít Kim Nhung, Sít Nhật Quỳnh, Sít Thanh Tiễn, Sít Hồng Mai, Sít Thi Lâm, Sít Thiện Vũ, Sít Hồng Nhật, Sít Thanh Hoàng và đạo hữu Tâm Hạnh. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đã hăng sợ năng gạch cha ha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sợ năng gạch cha ha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn cấm sợ năng gạch cha ha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ tì dâm bi bụt đã hăng sợ năng gạch cha ha mi, con đem hành lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì,
Lutiyam vi dhammang saranam gacchami. Con đem lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Lutiyam vi sankham saranam gacchami. Con đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta tiyam vi buddham saranam gacchami. Con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta tiyam bi đắc mang ta nâng cái chư hàm bi con em lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta tiyam bi sang thắng ta nâng cái chư hàm bi con em lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm mang sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti dầm bi bút thằng sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi thăm mang sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm mi sang khang sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm mi bút thằng sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm mi thăm mang sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang sa ra nang gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa na ga ha nang nết thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê dạ chúng con xin vâng. Ba na chi ba ta về là mà đi sẽ khó với đằng sau mà giao mi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đai na về là mà đi sẽ khó với đằng sau mà giao mi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra về là mà đi sẽ khó với đằng sau mà giao mi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Một sa hoa đa về là mà đi sẽ khó với đằng sau mà đi giao mi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura mê ra ya ma cha pa ma da tha na về là mà đi sẽ khó với đằng sau mà đi giao mi còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta về ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đình na đa na về ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra về ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya machapa ma dathana về ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra nguyện dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phạn tê, dạ chúng con xin vâng. Si lê na su ga tin yon ti, si lê na po ka sam bát đàn, si lê na ni pu tin yon ti ta sam man, si lăng vị sô tha dê. Thế chúng sanh lại sinh về cõi trời, cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thủ lành thai. Uttamange na vạn đề hằng bà đa bằng sâm. Varuttamang bút thể vô. Kalito đô so bút thô. Kamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi cần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng thâm mạnh cha đô vi thần qua rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoành đề hằng săn khành cha đu quy đốt ta mạng săn khề vô khá lý tô đô sô săn khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo ạ. Sirasmin me butta se tho sari butto jadakine wa mante mokala no purato bidakante yang bacci me mama anando kina sawa jatun disa samanta lo kambala jinda dewa sapramaka ete sanga nupawe na sabbe payau badawa aneka antaraya pivinasantu asem. Xa tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, do oai lực pháp màu. Hồ Kỳ cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều do âu, xin được mau tiêu diệt. Sua thân lạc thô xúc vị tổ vô rô nô hô bô thất xa xa nê a rô vô xúc vị tổ hôi xa hạ xa bế nhà tí phi xa hạ xa lạc tham. Xúc vị tổ vô rô nô hô bô thất xa xa nê a rô gà xúc vị tổ hôi xa hạ xa bế nhà tí phi tê hạ xa lạc tha xúc vị tổ vô rô nô hô. Bùn thất xa xa nê a rô gà xúc vị tổ hô thất xa hạ xa bế. Hệ nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai. Akasattha chapumattha deva naga. Mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rắc khanh tu xa xa năng. A ca sát tha cha phùm mát tha đê hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng
rắc khan tu nô ga ru a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mát ti ca bốn nhân nô an nô mô đàn tu chi rằng rắc khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mát ti ca bốn nhân nô an nô mô đàn tu chi rằng rắc khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mát thi ca bốn nhân nô an nô mô đàn tu chi rằng rắc khan tu ba ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mát thi ca bốn nhân nô an nô mô đàn tu chi rằng rắc khan tu ba ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mát thi ca bốn nhân nô an nô mô đàn tu chi rằng rắc khan tu nô sa đà chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quán hỷ phước đều chúng có hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui tụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh văn kinh chi cu sa la cam mạng cách tấp bằng ký ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa sê su a tăng ca tăng về sát ta sanh nhi nô a ti về cha sát ta a sanh nhi nô ca tăng quỳnh nhã phá lăng mây ăn sắp bề phá ghi phá hoàn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng bùn nhã phá lặng ma già về cha ta ta na cha nan ti đề hoa gan tòa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta chi hoàn ta ha ra hê tu ca ma nun nhân phụ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng nghe phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đằng nô nhà ti nằng hồ tu su khi tạ hồn tu nhà tạ vô xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của con đã qua vãng rồi cầu xin cho quý vị ấy hằng có được sự an vui y đằng quá ta mê buồn nhân a sa quá ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm để hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo thọ trì quy giới. Và con cũng xin chia phước báo này với đạo tràng pháp hội. Cầu mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thải. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mít trở lại cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sang Thầy Ya. Chư tiền chân lễ chư tôn thiền được tăng trong những nét đẹp mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu tri thức,
Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 349. Và trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanatayasa Vandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Tapagaru Hichit Thaku Lo Kassasathai Chanadam Maku Vido Vandamahantan Narapu Chánh này giác cần Như Lai giác nguồn pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác tá sơ sát thú nô lô ca nắm mạnh thá sơ vi nà ca rô cô thấp bình nhu vô thấp bất đi bồ tí sanh nhá tô quần đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo vi nhanh vàng như lai phơi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lạc dụng sinh đề nhân Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khu vĩ số thô chú ca ta sơ sa vô cô xích kha chú ca mô vô ra khẩm vô xích kha cô liền đà vô sang ta đi á na đá rù vô rù vành đà má hình tầng đá ra phù. Cha này giác gần tam bảo thinh đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp tàm nhân hai vị. Con xin lễ lễ tăng thi đáng cho công chung nhớ ghi cúng dược. Ra thành hát tây giá tề chê ná xích khà mê ê tu quá tha năng tá xà bí à nú phà quê ná xá hát xà dê ná xích chặt tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật vi danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Nhờ quý vị nhìn vào trong bài học ha, câu Phật ngôn 349. Ở đây chúng tôi không đưa lên phần tiếng Việt để quý vị chú tâm ha. Tức là bây giờ chúng ta tập về trường âm, đoạn âm. Alo, sĩ quan không nghe hả? Quý vị có nghe không? Tại sao sĩ quan hồi nãy cũng thấy không nghe, rồi vô nghe được, bây giờ nghe không được? Alo, sĩ quan, có thể chạy ra ngoài, rồi đi vô lại ha. Chạy ra ngoài rồi vô lại, chắc nghe được. Trở lại câu Phật ngôn 349. Ở đây phần Bali không, tức là chúng ta tập đọc để phân tích trường âm và đoạn âm. Chúng ta chỉ có phần Bali để sự chú tâm của chúng ta nhiều hơn. Chắc tại mạng hả? Mà không rõ hay là long thể bất an, mạng là yêu. Mình chào cô tụi nữ Phúc Hạnh chạy ra chạy vào 2019 tuổi luôn á. Ủa, sinh nhật Quỳnh cho 2000 đâu phải 1000 đúng rồi, 2019 tuổi luôn, dữ ha, già dữ vừa trưởng lão rồi nha. Rồi, bây giờ quý vị nhìn vào bài học phần Pali ha. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn trước, rồi quý vị thực hành sao ha. Quý tất cả bạc bạc mạc thi ta sa chân tu nô. Quý tất cả bạc mạc thi ta sa chân tu nô. Quý tất các ba ma thi ta sa chan tu no. Hơi khó đọc ha. Quý vị chú ý một chút, đọc lại câu đầu. Quy tắc các ba ma thi ta sa chan tu no.
câu thứ nhất, quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no, nghe liên tục á, nhưng mà các bạn hơi cài lâm ha, bởi vì ở đây đoán âm hơi nhiều. Cá là một, ba là hai, má là ba, thí là bốn. Bốn đoạn âm nó đi liền nhau, cho nên ở chỗ này chúng ta đã phải đọc nhanh. Mà đọc nhanh thì quý vị nghe nó lục bục ha. Nó nghe hơi khó nghe một chút, nhưng mà không sao. À, bây giờ ôn lại câu thứ nhất ha. Quy tắc ca ba thi ta sa chan tu no. Quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no. À, lần thứ ba. Quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no. À, hơi khó ha. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2. Pipara gassasupa nupassino. Pipara gassasupa nupassino. Pipara gassasupa nupassino. Rồi, bây giờ chúng ta ôm lại câu 1, câu 2 ha. Để coi ai nhắn cái gì đây. Cái gì đây, Sít Nhật Quân. Wow, lật vỡ rồi mà đọc như vậy thì dở quá, nhìn thấy trên màn hình nè ha. Bây giờ ôm lại hai câu này ha. Quy tắc ca ba thi ta sa chan tu no tiếp ba ra ga sa su pa nu pa si no. Rồi, lần thứ hai. Quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no tiếp ba ra ga sa su pa nu pa si no. Lần thứ ba. Quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no tiếp ba ra ga sasupa nupassino. À, quý vị thấy hạnh phúc là như thế này, là cuối câu số 2 nó là một trường âm. À, chính cuối câu số 2 là một trường âm, cho nên khi mà chúng ta đọc câu 1, câu 2 là chúng ta có quyền mệt nghĩ ha. À, nghĩ tại trường âm này, đó là một điều sung sướng. Khi nào mà quý vị thấy một câu Phật ngôn nào mà cuối câu số 2 nó là đoạn âm thì dầu có dễ nữa cũng thấy khổ đấy ha. Nhưng mà nó khó khăn, dầu nó dài, dù nó thế này thế kia, nhưng mà cuối câu số 2 là trường âm thì chúng ta thấy đó là một hạnh phúc vô cùng ha. Còn một câu 2 như vậy là chúng ta cảm thấy quan hỷ ha. Bây giờ câu 3, câu 4. Phiêu vô tanh hà bao quát tha ti. Phiêu vô tanh hà bao quát tha ti. Phiêu vô tanh hà pháp bao quát tha ti. Như vậy là câu số 3 chúng ta cũng đã giải quyết xong. Rồi, bây giờ câu số 4 ha. Câu số 4. Ê-sa-khô đàn hằng ca rô tí bành tha năng. Ê-sa-khô đàn hằng ca rô tí bành tha năng. Ê-sa-khô đàn hằng ca rô tí bành tha năng. Cái câu số 4 này, một người đọc Bali hay là đọc chạy ao ao, nhưng mà tới cái chữ đan hằng này đọc thành ra cái gì á, chứ không phải đan hằng nữa. Quý vị biết cái trường hợp này là của ai không?
đó là Siết Nguyên Trang này, bị vấp ở chỗ chữ Đan Thân này. Đúng rồi, sao biết cái trang vậy nè? Siết Kiều hay ha. Thôi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4 ha. Phi lô tần hà bao quát tha ti ê sa cô đàn hằng ca rô ti bần tha năng. Phi lô tần hà bao quát tha ti ê sa cô đàn hằng ca rô ti bần tha năng. Phi lô tần hà bao quát tha ti ê sa phô đàn hằng ca rô ti bần tha năng. Gì chọc quê hoài, đâu phải chọc quê, tại không có Siết Nguyên Trang ở đây, cho nên nhắc khéo để có người kêu Nguyên Trang ơi Nguyên Trang, có người nói xấu kìa, cái cô ta lật đặt chạy vô liền nè. Đây là nhắc khéo, trốn học nó dễ quá, đọc sai hoài cho nên làm biến không vô. Thôi bây giờ đọc lại nguyên câu ha. Nguyên câu ha. Quy tắc các bá mắt thi ta sa chẳng tu nô tiếp ba ra ra sa su và nu pa si nô phiêu vô tần hà bao quát tha ti ê sa khô đàn hằng ca rô ti bần tha năng. Lần thứ hai. Quy tắc ca pa ma thi ta sa chan tu no ti ba ra ga sa su pa nu pa si no phiêu vô tần hà ba quát tha ti ê sa khô đàn hằng ca rô ti bần tha năng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai thì nó dễ đọc hơn. Quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu nô ti ba ra ga sa su pa nu pa si nô phiêu vô tần hà ba quát tha ti ê sa khu đàn hằng ca rô ti bần tha năng. Một ha, đọc lần thứ hai nữa ha, cách đọc thứ hai. Quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu nô ti ba ra ga sa su pa nu pa si nô phiêu vô tần hà ba quát tha ti ê sa khô đàn hằng ca rô ti bần tha năng. Như vậy thì trong vọng kinh chúng ta thấy có hai cách đọc ha. Quý vị cố ý, đây chúng tôi chỉ trắc nghiệm quý vị qua trường âm đoạn âm, nhất là vọng kinh. Còn cái vọng kệ thì sao cũng được hết, bởi vì không thể phân biệt với quý vị được. Quý vị kể hay hơn chúng tôi, cho nên làm sao cũng được, không chấm điểm. Nhưng mà dòng kinh này phải chấm điểm. Sai, chúng tôi có ý kiến. Mặc dù cái giọng đọc của chúng tôi nó không hay gì lắm, nhưng mà cái tiêu chuẩn đó, tiêu ở đây là trường âm và đoạn âm, chúng tôi chỉ chú trọng điều đó thôi ha. Quý vị quan hỷ, đừng có nghĩ là tại sao con già khó chịu. Không sao, khó chịu từ lâu rồi. Chứ đối với những người nhiều chuyện là khó chịu lắm. Rồi, bây giờ quay dòng kể ha. Để đóng cửa lại nha, mấy già này không phá đám. Quy tăng ca ba ma ta sa chan tu no ti pa ra ga sa su pa lu pa si no viu yo tan ha ba wa tha ti nghe sa khu ha dan hang ka ru ti ban tha nang
Vitakaba Matita Sachantuno Tim Baragat Sasupa Lopasino Vyoyotanha Ba Watati Esa Kodan Hankaro Tibantanam Vitakaba Matita Sachantuno Timbaragan Sasupan Lopasino Vyoyotanha Bhavatati Sakodan Hankaro Tantanam. Rồi, giọng kinh cũng xong, giọng kệ cũng xong. Rồi, bây giờ xin mời quý vị. Bây giờ là trách nhiệm của quý vị ha. Cái gì? kể mấy con gà đâu, này mà kể của Đức Phật chứ là mà kể của mấy con gà đâu. Rồi xin mời quý vị, ai mà nghe Sĩ Kim mà đọc kinh xong mà qua giọng kể thì chắc chắn rằng tuyệt vời ha. Rồi Sĩ Kim là người đoạt giải căn đảm. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, nếu có bữa nay con không trách không trách cả khi đi vô hôm mà chào trước đây, chào tiếng đầu tiếng chào cao hơn cổ mà chào tiếng đầu cũng trách tay nổi hay sư ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, Pháp Thanh gì cũng được, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Cái rung của sư là đặc biệt nhất trên thế giới này, không có cái rung nào mà giống như rung của sư à. Chó sủa nè, gà gái, chim kêu nè, cửa đóng kẹt kẹt nè, rồi máy chạc pin của sư kêu hú tùm lum tùm la hết á, rồi wifi của sư hôm nào mà được mà liên tục á là hay lắm rồi, con Phật gất lên gất xuống, gất lên gất xuống tùm lum tùm la hết. Sư, nhưng mà cái lớp của sư là linh động nhất, mấy sư khác là vô giảng nói vài câu, còn sư lúc nào sư cũng bỏ cái này bỏ cái kia, chọc người này chọc người kia, cái này tức là cái đạo tràng của sư là đặc biệt nhất, không có ai giống hết trơn á. Con là bị sư càm ràm cằn nhằn cửi nhửi nữa. Trời ơi, nhiều chuyện quá, đọc y cái bài này khó lắm sư, phải nói qua nói lại một chút với sư rồi mới đọc được nổi sư, bài này khó mà sư nói khó mà, vô đầu lại thấy khó rồi đó. Sư từ từ, sư uống thuốc, sư uống nước trà đi sư, sư nghỉ mệt, sư nghe con đọc mà sư. Chuyện từ từ mà sư, già rồi sư đi từ từ, nói chắc ăn hơn chạy nhiều khi té đó sư. Nhiều chuyện quá, đọc đi, câu đó sư nói hoài á. Nghe chán quá sư ơi. Thôi giờ con đọc đi. Tí nào sư cũng càm ràm con à. Không sao đâu. Chuyện nhỏ. Con vỗ tay con trước đây. Để con thở một chút nè. Dạ con xin bắt đầu đọc Kinh Pháp Cú câu 349. Vitakkha Phamatita Sacchang Tuno Tibbara Gassasubha Nupassino Kiyo Tangha Phagwat Kati e sakho dang hang karo ti bang thanang. Vitakkha pamati tassa chang tuno. Vitakkha pamati tassa chang tuno. Tibbara gassa supa nupassino. Kiyo tang ha phawak kati e sakho dang hang karo ti bang thanang. Quý đoạn âm tắt trường âm nhấn khá phá má thí bốn đoạn âm. Hỏi con nói gì ta, để con nói lại ha, sao con nói nhanh quá, con chọn câu số 2 hả, con đọc câu 1 câu 2 lại con phân tích nha. Quy tắc khá phá má thí tá sa chằng tu nộ. Ủa, tại sao con lại ngừng chỗ chữ thí vậy ta? Quy tắc khá phá má thí tá sa chằng tu nộ Tibbara Gassasupa Nupassino. Quý đoạn âm tắt trường âm nhấn khá phá má thí bốn đoạn âm tas
trường âm nhắn, xá đoạn âm, chăn trường âm nhắn, tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Hình như nhanh quá không? À, từ từ lại. Tiếp, trường âm nhắn, trường âm nhắn, bá đoạn âm, ra trường âm thông thường, gas trường âm nhắn, xá xú hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, nú đoạn âm, pass trường âm nhắn, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Câu 3, câu 4. Phiêu vô tăng hà phá quắc tha tí ê sá khổ đàn hằng khá rồ tí bằng tha năng. Phiêu trường âm nhắn, vô trường âm thông thường, tăng trường âm nhắn, hà trường âm thông thường, phá đoạn âm, quắc trường âm nhắn, thá tí hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, đàn trường âm nhắn, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, băng trường âm nhắn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ủa hồi nãy có đọc hai câu, đọc lên nguyên bài ha. Hồi nãy con quên đọc câu 3, câu 4, còn câu 5. Thôi đọc nguyên bài hai lần đi cho chắc ăn. Quy tắc khá phá ma thi tá sa chẳng tu nô tiếp bà tiếp ba ra gát sa su bà nú phá si nô phiêu vô tăng hà phá quắc tha tí ê sa khổ đàn hằng khá rồ tí bằng tha năng. Quy tắc khá phá ma thi tá sa chẳng tu nô tiếp ba ra gát sa su bà nú tiếp ba ra gát sa su bà nú phá si nô phiêu vô tăng hà phá quắc tha tí ê sá khô đàn hằng khá rồ tí bằng tha năng. Đọc chậm quá, đừng nhảy chữ đấy. Con đọc lên lần nữa. Quy tắc khá phá ma thi tá sa chẳng tu nô tiếp ba ra gát sa su bà nú phá si nô hiều vô tăng hà phá quắc tha tí ê sá khô đàn hằng khá rồ tí bằng tha năng. Bây giờ kính rồi đọc kệ. Quy tắc khá phá ma thi tá sa chẳng tu nô tiếp ba ra gát sa su bà nú phá si nô phi vô tăng hà phá quắc tha tí ê sa khô đàn hằng khá rồ tí bằng tha năng. Quy tắc khá phá quy tắc khá phá ma thi tá sa chẳng tu nô tiếp ba ra gát sa su bà nú phá si nô phi vô tăng hà phá quắc tha tí ê sa khô đàn hằng khá rồ tí bằng tha năng. Người tà ý nhiếp phục tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng làm dây chối mình chặt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chừng đi coi. Một phát sư cho ba cái bông hoa rồi, chắc đang uống trà, chắc bữa nay không có cảm ràm đâu. Chồng xin cảm ơn sư và quý vị đã tặng cái bông hoa, nhưng mà không sao, sư muốn cảm ràm cứ cảm ràm, sư khỏe sư mới cảm ràm được. Dạ, con xin trả máy lời và mời đạo quý vị khác kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết được tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú 349 ạ. Quy tắc ca ba ma thi tát sa chan tu nô tiếp ba ra gát sa su pha nu bát si nô phiêu vô tần hà ba quát tha tí ê sa khô đàn hằng ca rô tí bành tha năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quý đoạn âm tắc trường âm nhấn, cá bá má thí là 4 đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm,
nô, trường âm thông thường. Tiếp trường âm nhấn, bá đoạn âm ra, trường âm thông thường, gắt. Trường âm nhấn, xá đoạn âm, xú đoạn âm, pha. Trường âm thông thường, nú đoạn âm, bát. Trường âm nhấn, đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Quý tắc, ca ba ma thi, tát, xá tràn, tú nô. Tiếp, bá ra, gát, xá, xú, pha, nú bát, xí nô. Và ba câu bốn, phiêu, trường âm nhấn, vô, trường âm thông thường, tanh, trường âm nhấn, ha, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, quách, trường âm nhấn, thá, tí, hai đoạn âm, ê, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, khô, trường âm thông thường, đan, trường âm nhấn, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, đoạn âm, rô, trường âm thông thường, tí, đoạn âm, banh, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, và năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phiêu, vô, tanh, hà, báo, quắc, thá, tí, ê, xá, khô, đanh, hằng, cá, rô, tí, banh, thá, năng. Và con xin đọc lại hết bài. Quy tắc, cá, bá, mắt, thí, tát, xá, tràn, tú, nô, tiếp, bá, ra, gát, xá, xú, phà, nú, bát, xí, nô. Phiêu, vô, tanh, hà, báo, quắc, thá, tí, ê, xá, khô, đanh, hằng, cá, rô, tí, banh, thá, năng. Dạ, con cũng xin kể. Quy tắc ca ba mà thi tắc xa chăn tu nộ, tiệp ba ra gắt xa su pha nu bát si nô. Phiêu vô tanh á ba quát tha ti, ê xa khô đánh hăng ca rô ti bàn tha năng. Dạ con xin, có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Dạ con nhường ít cho người kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ để con cái. Quy tắc Kaba mathita sa chan tu no ti paraga sa su pha nu ba si no. Thiêu yo tan ha ba wa tha ti e sa kho dan hang ka ro ti ban tha nang. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá bá má thí là bốn đoạn âm, tas là trường âm, xá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gas là trường âm nhấn, xá, xú là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Quy tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no ti paraga sa su pha nu ba si no. Câu 3 và câu 4 ạ. Phiêu là trường âm nhấn, do là trường âm thông thường, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn,
Thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phiêu vô tàn hà ba hoa tha ti e sa khô đàn hằng ca rô ti bàn tha năng. Vì ta ca ba ma thi ta sa chàn tu nô ti pa ra ga sa su pha nu ba si nô phiêu vô tàn hà ba hoa tha ti e sa khô đàn hằng ca rô ti bàn tha năng. Vì ta ca ba ma thi ta sa chan tu no ti pa ra ga sa su pha nu ba si no hiu yo tan ha ba wa tha ti e sa ko dan hang ka ro ba ti ban tha nang. Dạ con xin kể ạ. Vì ta ca ba ma thi ta sa chan tu no tibaragasa supanu pasino phiyo tanha bhavatati esa khodan hankaroti bathanang vitakkapa mathitasa chantuno tibaragasa supanu pasino phiêu vô tan ha bà hoa tha ti e sa khô đăng hà cà rô ti ban tha năng. Dạ con đã trả bài xong, con xin xuống mic ạ. Con có sai, con kính nhờ sư sửa giúp và kính nhờ đạo tràng góp ý. Dạ con xin xuống mic. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 349. Câu 1, câu 2. Ví tắc ca pa ma thi tắc sa chan tu no tip pa ra gat sa su pha nu pa si no. Ví đoạn âm tắc trường âm nhấn. Ca pa ma thi bốn đoạn âm tắc trường âm nhấn. Sa đoạn âm chan trường âm nhấn. Tú đoạn âm, nô trường âm thông thường, tít trường âm nhấn, bá đoạn âm, ra trường âm thông thường, gác trường âm nhấn, xá xú hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, nú đoạn âm, tác trường âm nhấn, xí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ví tắc ca ba ma thi tắc sa chan tu no tip pa ra gat sa su pha nu pa si no. Câu 3, câu 4. Phiu yo tanh ha ba vat tha ti e sa ko dan hang ka ro ti ban tha nang. Phiu trường âm nhấn, yo trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, phá đoạn âm, vat trường âm nhấn, tha tí hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, banh trường âm nhấn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Phiêu vô tanh hà tháo pháp tha tí ê sát khô đan thăng ca rô tí banh thá năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 349. Ví tắc ca pa ma thi tắc sa chan tu no tí pa ra gác sa su pha nú pát xí nô. Phiêu vô tanh hà tháo pháp tha tí ê sát khô đan thăng ca rô tí banh thá năng. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời dạy kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Thầm, mà, dạ, Nam Mô Sàng Khà, dạ, dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chi Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng, dạ, con xin chào bà. Quý Tháp ca ba ma thi ta sa chan tu no tip ba ra ga sa su tha nu ba si no phiu yo tan ha ba wat tha ti e sa kho dan han ka ro ti ban tha nang.
Vithatka ba ma thích xá. Dạ, con xin xăm hoa con đọc là Vithatka ba ma thí ta sa chàn tu nô tiếp bà ra giá sa su thà nú ba si nô. Quý là đoán âm, tháp là trường âm nhấn, cá ba má thí là bốn đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Vi thát ca ba má thí tas sa chan tu nô tiếp ba ra gá sa su thà nú ba si nô. Tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra trường âm thông thường, gas là đoạn trường âm nhấn, xá xú là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô trường âm thông thường. Vitakama ba ra ga sa su tha nu ba si no. Câu 3-4. Phiêu yô tàn hà ba quách tha tí e sa khô đàn hành ca rô tí bàn tha nằm. Phiêu là trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, tàn trường âm nhấn, hà trường âm thông thường, ba đoạn âm, quách trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Phiêu vô tàn hà ba quách thá tí e sa khô đàn hằng ca rô tí bàn thá rắn thá năng. E là trường âm thông thường, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, đàn là trường âm nhấn, hằng là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, đoan trường âm nhấn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc bốn câu. Vithatka ba ma thi ta sa chan tu no tip ba ra ga sa su tha nu ba si no. Phiêu yô tàn hà ba quách tha tí e sa khô đàn hằng ca rô tí bàn tha năng. Đăng là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chắc hồi nãy chị không chắc nãy em nói nhầm ha. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phiêu vô, con xin đọc lại bốn câu. Quy thác ca ba ma thi ta sa chan tu no tiếp ba ra ga sa su tha nu ba si no. Phiêu vô tàn hà ba quách tha tí e sa khô đàn hằng ca rô tí bàn tha năng. Con xin kể. Vi thát ca ba ma thi ta sa chan tu no tiệp ba ra gát sa su tha nu ba si no. Phiêu vô tàn hà ba quách tha tì e sa khô đàn hằng ca rô tí bàn tha năng. Con có xài xin ngày sữa và đào tràng sữa, và con xin trao mít cho vị kế tiếp. Con kính đỉnh lễ sư pháp trang vì mấy tờ đào tràng. Alo, 123-123, kinh lễ đến Đức Pháp Trang, vừa đến với Pháp hội. Sít Hà, ha. Bi xa có anh từ như là sít Kim Nhung. Đã đưa lên chiếc đan hằng, chiếc đan là trường âm nhấn, chiếc hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhưng mà do cái sự bình tĩnh chậm rãi cho nên đọc chữ hằng đó là trường âm thông thường. Nhưng mà
đối với Siết Hạ, cái giọng kinh không hay bằng giọng kệ ha. Quý vị thấy Siết Hạ đọc giọng kệ hay hơn lại giọng kinh à, tuy nhiên thành công ha. Nói chung là mình bình tĩnh mà run như vậy là thấy cũng quá tốt rồi à, chỉ sai có một từ à. Mà bây giờ sửa sai nữa, sửa sai vừa rồi cũng sửa sai luôn à. Như vậy là thấy mình biết à, đọc chỗ nào sai, mình biết đúng, biết sai. Đó là một sự thành công. Rồi, Sister Man, xin mời. Dạ, con xin kính lễ sư, kính lễ quý sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 349. Dạ. À, để con kéo cái bài xuống. Vitakka pamati tassa cantuno tippara gassa sufa nu bassino piyo tanha bavattati esakho damhankaro tibanthanang. Vitakka pamati tassa cantuno, chữ ví là đoạn âm, chữ tắc là trường âm nhấn, chữ cá, bá, má, thí là bốn đoạn âm, chữ tát là trường âm, tát là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ giam là trường âm nhấn, chữ tú là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Tiếp ba ra gát sa su pha su pha nu ba si nô, chữ tiếp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ ra là trường âm thông thường, chữ gas là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ xú là đoạn âm, chữ pha là trường âm thông thường, chữ nú là đoạn âm, chữ bát là trường âm nhấn, chữ xí là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Con đọc lại câu 1 và câu 2. Vitakkabhamathitassacantuno tipparagassasufanubassino. Câu 3 và câu 4. Phiyo tanha bavattati esakho damhankaro tibanthanang. Phiyo tanha bavattati, chữ phiêu là trường âm nhấn, chữ vô là trường âm thông thường, chữ tan là trường âm nhấn, chữ ha là trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ vát là trường âm nhấn, chữ thá, chữ tí là hai đoạn âm. E sakho đam năng ca ru ti bam tha năng, chữ e là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ khô là trường âm thông thường, chữ đam là trường âm nhấn, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ cá là đoạn âm, chữ rô là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ bam là trường âm nhấn, chữ thá là đoạn âm, chữ năng là trường âm thông thường. Con đọc lại 4 câu. Vitakka pamati tassa cantuno tippara gassa sufa nubassino viyo tanha bavattati esakho damhankaro tibanthanang. Vitakka pamati tassa cantuno tippara gassa sufa nubassino viyo tanha bavattati esakho damhankaro tibanthanang. Dạ, con xin sư và các bạn trong lớp sửa bài cho con, và con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ, mô Phật, à, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu. Và sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 349. Quý tất khắp bạc má thá tí tá xá chân tí nồ tí bá ra gá xá xú bà nú bá xí nồ phiêu dồ thành hà bá quách thá tí ê xá khô đành hằng khá rồ tí sành tí bành thá nằng. Dạ, con xin đọc lại lần thứ hai nữa. Quý tất khắp bạc má tí tá xá chăn tí nô tí bá ra giá gá xá chú bá nú bá xí nô phiêu dồ thành hà bá quách thá tí ê xá khô đành hàng khá rồ tí bành thá nằng.
Dạ con xin đọc. Quy tắc khắp ba ma thi ta sát chành tí nồ. Dạ, quý là đoạn âm, quý là đoạn âm, thất là trường âm nhấn, khắc là khá là đoạn âm, là khắc là đoạn âm, bá má thí là bốn đoạn âm, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xú là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bass là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ con đọc câu 3 và câu 4. Phiêu vô đành thà phá quách thi, phá quách thá tí ê sát khô đành hằng khá rồ tí bành thá năng. Dạ con xin phân tích câu số 3, câu số 4. Phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm thông thường. Tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, bá là trường âm nhấn, quách là trường âm, bá là trường âm đoạn âm, quách là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tí là đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, đanh là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc hết câu ạ. Quy tắc bá má thí tá xá chành tí nồ tí bá ra giá xá xúc pa nu bát si no phiêu vô thành hà bá quách thá tí ê sa khô đành hằng khá rồ tí bành thá năng. Quý tắc khác bát khá bá má tí thá má tí thá xá chành tí nồ tí bá ra gá xá su pha nu bát si no phiêu vô thành hà bá quách thá tí ê sát khô đành hằng khá rồ tí bành thá năng. Dạ con cũng xin kể, con không biết con kể có được không, cũng xin kể. Quy tắc khắp ba ma thi tắc sa chanh ti nô ti ba ra ga sa su pa tu pa si nô phiêu vô thanh hà ba vật tha ti sa cô đơn hăng khả rô ti bành tha năng. Dạ con xin sư chỉ chỉnh sửa lại dùm cho con ạ. À, con sai chỗ nào sư dạy sư sửa lại dùm con. Dạ quý đạo sửa dùm con. Dạ con xin xuống mít, con xin nhường vị kế tiếp ạ. À. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, Đức Chí Tăng và toàn thể các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh pháp cú câu 349.
Nitakatamati tasacan tuno tibara gasasufa nupasino kiyo tangha pawatati e saho dam hang karo tiban thanang. Dạ con xin phân tích hai câu khắp cuối câu 1 và câu 2. Vitakatamati tasacan tuno tibara gasasufa nupasino. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá phá má thí là bốn đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gas là trường âm nhấn, xá xuống là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, pas là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô trường âm thông thường. Viết tắt kapamati tassachan tuno pipara gassasupa nupasino. Xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Kiều vô tăng hà pa quát tha ti e sắc hồ đàn hằng ca lộ ti bàn tha nằng. Kiều là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí đoạn âm, đan trường âm nhấn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chiêu vô tăng hà pa quát tha ti e sắc khổ đàn hằng ca rồ ti bàn tha năng. Con xin đọc lại câu pháp cú 349. Vi tắc ca pa ma thi ta sa chan tu no ti ba ra ga sa su pha mu pa si no tiêu vô tăng hà pa quát tha ti e sắc khổ đàn hằng ca rồ ti bàn tha năng. Dạ con xin đọc câu kệ. Vitakapa matitasa chantuno tibbaraga sasupanupasino tiyo tangha pavathati esako danhang karoti banthanang vitakapa matitasa chantuno tibbaraga sasupanupasino tiyo tangha pavathati esako danhang karoti banthanang. Dạ con xin hết ạ. Có gì sai xin sư trí đức chỉ giùm con. Xin cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài. Xin cảm ơn các đạo cả đạo tràng lắng nghe ạ. Con xin xuống mic xin nhường cho bạn kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng các cô tu nữ ạ. Con kính đảnh lễ Đạo Tràng. Kính đảnh lễ Đạo Tràng để cho con biết tín hiệu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 349 ạ. Và phân tích ạ. Vitakapamathitasacantunotiparagassasupanupassino phiyotanha pavatthati esakhodanhangkarotipanthanang. Con xin phân tích ạ. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá, pá, má, thí là bốn đoạn âm, tas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gas là trường âm nhấn, xá xú là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm,
thông thường, phiêu là trường âm nhấn, yo là trường âm thông thường, tan là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, wat là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, e là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc cả bài ạ. Dạ con xin hết ạ, con sai con xin ngài và đạo tràng sửa cho con ạ. Con xin kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Con cảm ơn quý đạo tràng ạ. Sa thú lành thay, cảm ơn Thanh Hoàng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Cang, kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc câu pháp cú số 349. Dạ, cảm ơn Như Quang. Quý tất cả Bhammatita sacham tuno tibbara gassa sufa nupassino phiyo tanha bhavatthati e sakho tanham karoti panthanam. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá ba ma thí là ba đoạn, là bốn đoạn ạ, một hai ba bốn là bốn đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, tiếp là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, xá, xú là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đoạn số 3 và số 4, phiêu là trường âm nhấn, trường âm thông thường, nhấn ha là trường, quát là trường âm nhấn, thá tí hai âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý tất cả Bhammatita sacham tuno tibbara gassa sufa supassino
phiêu vô tân hà bá quát thất tí ê sắc khô đan hăng các rô tí khá năng. Bây giờ tự nhiên xin kể. Vitakabamathitasachantuno Tiparagasa Suhanubasino Vayotanha Pawa. Tự nhiên đã đọc và kể xong. Dạ, có sai lỗi nào xin đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ tự nhiên chưa thấy bàn tay. Vị nào chưa đọc bài xin thấy tín hiệu của sức niệm từ. Dạ, kính mời sức. Dạ, con cảm ơn cô Trợ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho mình tự biết và âm thanh rõ. Như mình tự xin đọc và phân tích và câu kệ 349. Cảm ơn Sức Như Hoàng. Câu Vitakabamati Tassachantuno Tiparagasasufanupasino Fiyo Tanha Pawakthati Esako Danhang Karo Tipanthanang. Dạ, mình tự xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vitakabamati tassachantuno tiparagasasubhanupassino. Ví là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, và cá ba ma thi là bốn đoạn âm, tas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chân là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 2. Tiếp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gas là đoạn trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xuống là đoạn âm. Pha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, pass là trường âm nhấn, xí là đoạn âm và nô là trường âm thông thường. Mình tự phân tích câu số 3 và câu số 4. Phiêu vô tân hà ba quắc tha tí e sắc khô tân hằng ca rô ti bành tha năng. Và câu số 3, phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, quắc là trường âm nhấn, thá, tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, tanh là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, nhưng tôi xin đọc lại bốn câu của câu pháp cú 349. Vitakabamati tassachantuno tiparagasasuvanupassino Phiêu vô tân hà bá quắc tha ti ê sắc khô đành hằng ca rô ti bành tha năng.
Vitakkappa mati tassa chantuno tipparagassasuvanupassino viyo tanha pavakkhati e sakho tanhankaro tipanthanang. Đồng từ xin kệ câu pháp cú 349 ạ. Vì tăng ca ba ma thi tas sa chun chân tu na tiparaga sa su pha nu pa si no phiêu yo tân ha pa wang kha ti e sa ko dan hang ka ro ti ban tha nang vì tăng ca ba ma thi tan sa chân tu nu ti pa ra ga sa su pha nu pan si nu phiêu yo tan ha ba wang tha ti e sa ko dan hang ka ro ti ban tha nang. Dạ con đã phân tích đọc và kể xong, và dạ, con có sai con không ngại sửa lời giùm con. Dạ con rất cảm ơn đạo tràng. Dạ dùng từ xin nhường bích lại cho đạo tràng để tiếp tục trả bài. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú kính cảm ơn sức niệm từ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ không, nãy giờ Nhật Quỳnh có lúc không có ngồi trước máy nên không biết vị nào đã trả bài, vị nào chưa. Nếu vị nào chưa trả bài thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ trong khi chờ đợi Nhật Quỳnh xin được trả bài trước ạ. Vị nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Con xin trả bài câu pháp cú kinh số 349. Dạ cảm ơn Như Quang. Vi tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no ti ba ra ca sa su pha nu ba si no phiêu vô tanh hà pha quá tha ti e sa khô đàn hăng ca rô ti bàn thà năng. Vi tắc ca ba ma thi ta sa chan tu no ti ba ra ca sa su pha nu ba si no phiêu vô tanh hà pháp quá tha ti e sa khô đàn hằng ca đô ti ban tha năng. Vi tập ca ba ma thi ta sa chan tu no ti ba ra ga sa su pha nu ba si no phiêu vô tanh hà pháp quá tha ti e sa khô đàn hằng ca đô ti ban tha năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quý đoạn âm tắt trường âm nhấn cá bá má thí, bốn đoạn âm tắt trường âm nhấn xá đoạn âm chan trường âm nhấn tú đoạn âm nô trường âm thông thường tiếp trường âm nhấn bá đoạn âm ra trường âm thông thường gát trường âm nhấn xá xú hai đoạn âm pha trường âm thông thường nú đoạn âm bát trường âm nhấn xí đoạn âm nô trường âm thông thường vi tắp ca ba ma tha vi tắp ca ba ma thi ta sa chan tu no ti ba ra ga sa su pha nu ba si no. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, quách trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá trường cá đoạn âm, rô trường âm thông thường, tí đoạn âm, banh trường âm nhấn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phiêu vô tanh hà phá quát thá tí ê sa khô đanh.
Vitakabhamatita sacchan tu no tibbara gasasupa nup basino phiêu dô tàn hà pháp quát thách tí ê sạc khô đàn năng cá rô tí ban thà năng. Dạ con có đọc sai chỗ nào nhờ Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con sẽ sửa. Bây giờ con xin được kệ. Vì tập ba ca ma thì ta sa chân tu nô tê ba ra ga sa su pha nô ba si nô phiêu dô tanh ha pha quạt tha ti ê sa khô đan năng cà rô ti ban tha năng. Vì tập ca ba ma thì ta sa chân tu nô tê ba ra ga sa su pha nô ba si nô phiêu dô tanh ha phà quạt tha ti ê sa khu đanh hăng cà rổ ti ban tha năng. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ con có sai chỗ nào con kính mong Ngài và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ kính mời Đạo Tràng, còn vị nào chưa trả bài xin mời bằng tay ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ con không thấy bàn tay vị nào nữa, con không biết là Đạo Tràng chắc có lẽ là trả bài hết rồi. Dạ con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ trở lại Đạo Tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ Ngài có nghe được âm thanh con, Ngài cho con một tín hiệu. Dạ sa thú lành thay con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Sa tu, quý vị tuyệt vời. Có gặp một vài vị ở trong room này. Lần đầu tiên gặp sĩ Hồng Mai do sĩ Kim Nhung dẫn đến chùa. Thấy sĩ Hồng Mai ốm yếu nhưng mà khi mà lên đọc thấy cái giọng nỗ lực thâm hậu, giọng đọc rất là không thể nghĩ rằng sĩ Hồng Mai ốm yếu như vậy mà sao với giọng đọc mà thấy có oai lực quá. Thấy rất là hoan hỷ, nghĩa là không ngờ rằng một người ốm như vậy mà có cái giọng đọc mà bảy ba chiếc kim này. Chiếc Hồng Mai dù là mới đến với Đạo Tràng nhưng mà đọc quá giỏi ha. Cái giọng đọc rất là có nội lực, rất là hoan hỷ. Nhưng mà bây giờ những cái vị mới ở trong Đạo Tràng này, ví dụ như Tâm Hạnh này, ha, Karuna này, ha, rồi Tô Thị Phùng, Kim Lê, Hạnh Kiểm, những cái vị mới này khi mà nghe trong Đạo Tràng sinh hoạt như vậy thì quý vị nghĩ sao? Quý vị có thể tiếp thu kịp hay không? Quý vị mới này thì xin hỏi ý kiến của quý vị. Cái sự sinh hoạt trong Đạo Tràng quý vị có theo kịp hay không, hay là có thắc mắc cái gì không, để rồi chúng ta hòa nhập, tức là chúng ta theo dõi, chúng ta học hỏi để cùng tiến bộ với nhau. Ví dụ như sĩ Quan, sĩ Hà, sĩ Thiện Vũ, sĩ Kim Nhung, sĩ Hồng Mai cũng mới đến với Đạo Tràng, sĩ Thanh Hoàng nữa mới đến với Đạo Tràng, nhưng mà sự tiến bộ của quý vị đó đồng đều, đây cũng ngang bằng với nhau. Còn những cái vị mới chúng ta vừa trình bày đó là Đạo Hữu Tâm Hạnh nè, Karuna nè, ha, rồi Tô Thị Phùng, Kim Lê, Hạnh Kiểm, vân vân. Quý vị này có thể
cho biết ý kiến, để có thể chỗ nào rắc rối, chỗ nào thắc mắc thì quý vị có thể hỏi, có thể hỏi để chúng ta theo kịp. Bởi vì đối với Nam truyền thì cái phần Pali rất là quan trọng. Còn các cái hệ phái khác thì quý vị thấy cũng tương đối, có thể nghi thức chúng ta nhìn vô tiếng Việt chúng ta cũng có thể đọc tụng theo được. Nhưng mà còn Pali thì khi chúng ta sinh hoạt với những ngôi chùa của quốc tế, của nước ngoài, thì chúng ta chỉ sử dụng Pali mà thôi, chứ không thể nói rằng đọc theo tiếng Việt. Cho nên đây là một cái điều mà trong cái room này chú trọng là về phần Pali, để chúng ta hòa nhập với Phật giáo thế giới. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật là con một nhà. Con một nhà tức là chúng ta gặp người Thái, chúng ta cũng có thể tụng Pali được. Chúng ta gặp người Sri Lanka cũng tụng được Pali. Rồi chúng ta gặp người Campuchia, người Lào, chúng ta cũng vẫn xin giới ngã Lào. Uka sama yang phần tề quý sung, quý sung rất khánh thà dạ hà vong vật. Tức là cái tiếng Pali là cái tiếng nói chung của thế giới, của Đức Phật. Và dù Ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà cái tiếng Pali để lại để chúng ta biết mình đi vào chùa Thái, chùa Lào, chùa Campuchia hoặc là chùa Sri Lanka, Myanmar vân vân, chúng ta vẫn sử dụng được ngôn ngữ của nhà Phật. Cho nên ở đây quý vị hoan hỷ ha, đừng có nói tại sao khó khăn quá, đọc sai có một xíu mà cũng kiếm chuyện, không có đâu. Dù sai có một xíu à, nhưng mà ra nước ngoài á, họ thấy là sai nhiều lắm chứ không phải không. Vì là không có ý nghĩa chứ Paris còn tới gặp một mình. Paris là một tiếp đồ ngữ. Chị Thánh Kim này không biết là ai mà được sư phụ cho quyển kinh Pháp Cú. Chắc có lẽ nói để được Pháp Càng ha. Rồi sư PH là sư nào? Phước Hiền. Rồi quan hỷ. Rồi như vậy là quý vị cũng có thầy, có người nương nhờ hết rồi. Vào cái room này chẳng qua là chưa đưa tay lên đọc mà thôi. Thế nên mà đưa tay lên đọc thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hòa nhập ha. Rồi làm thầy bói hả? Kể lâu làm thầy bói cũng được, có gì đâu, dễ mà. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phần tự vận. Bởi vì đọc được rồi thì bây giờ chúng ta phải hiểu. Giống như sư Thành Kiểm nói nè, đọc chữ ở đây được, chỉ là không hiểu ý nghĩa. Thì bây giờ hiểu ý nghĩa nè. Cái câu đầu tiên, Vitakkappamattitassacantunno. Câu đầu tiên là có hai từ ha. Vitakkappamattitassa là một ha. Chantunno là hai ha. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nè, tại sao cái chữ này đọc vậy mà nó tùm lum tà la vậy ha. Tức là cái chữ Vitakkappamattitassa, cái chữ này nó do hai từ cộng lại ha. Từ thứ nhất là Vitakka, từ thứ hai Pamattita. Pamattitassa, hai từ đi chung với nhau. Bây giờ chúng ta cắt ra để tìm hiểu Vitakka có ý nghĩa như thế nào. Vitakka nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Vitakka có nghĩa là suy tư, suy tư. Trong cái sự suy tư này còn có ý nghĩa là tầm,
tứ tỷ lạc an định vân vân. Đó là nói về mấy chi thiền. Thì chữ quy tắc cá có nghĩa là suy tư ha. Rồi cái từ thứ hai Pamathitassa. Pamathitassa thì chúng ta thấy ở đây trong cái dạng quá khứ phân từ này tiếp đồng ngữ ba chỉ cái sự nhấn mạnh. Mathita, Mathita do căn ngữ mát có nghĩa là khuấy động, khuấy động. Vậy thì trong cái dạng quá khứ văn từ Pamathitassa, Pamathitassa thì Pamathita có nghĩa là đã bị khuấy động, đã bị dao động. Nhưng mà khổ nổi ở đây nó được chia theo sở hữu các số ít. Pamathita nó biến thành Pamathitassa Chathi Vipatti Ekavacana, cách chia thứ sáu sở hữu các. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau, nó là một nhóm từ quy tắc ca Pamathitassa của người bị khuấy động bởi suy tư, của người bị khuấy động bởi suy tư hay là bởi tư duy. Đó là ý nghĩa câu đầu tiên. Một từ đó ha. Chữ chanh tu nô này đã học rồi, đó là người ha. Chanh á, chanh tu nô là của hay là người, đối với người. Chanh tu nô là người, vâng. Thì cái câu đầu quy tắc Kabamathitassa chanh tu nô. Bây giờ qua câu thứ hai để hai câu này nó bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Tiếp ba ra ga sa su pa nu pa si no. Tiếp ba ra ga sa su pa nu pa si no. Câu này chúng ta thấy cũng có hai từ. Tiếp ba ra ga sa do hai từ tiếp ba và ra ga. Chỉ tiếp á, nó là một tỉnh từ, là sắc bén, bén nhạy ha. Thế là cái này có ý nghĩa cũng giống như vi tế. Nó chỉ tiếp á, là nó là một tỉnh từ, có nghĩa là sắc bén. Rồi cái từ tiếp á, ragasa do cái từ raga nó là một danh từ trung tính akaranta napumsakalinga. Chữ raga này được chia theo sở hữu các số ít, tức là chati vipatti ekavacana, cho nên chữ raga biến thành ragasa. Vậy thì ragasa là của tham ái. Tiếp ragasa là của việc có tham ái sắc bén. Của việc có tham ái sắc bén. Alo, hôm nay Sĩ Nguyên Trang tập thể dục nhiều quá ha. Rồi bây giờ cái từ thứ hai stop là sufa nupassino. Sufa nupassino do hai từ sufa cộng anupassi mang gà này là lô ông trọng này. Sufa cộng với anupassi
chữ số phá nó là một nó có nghĩa là tốt đẹp, số phá là tốt đẹp. Anupassī ở đây tiếp đầu ngữ anu có nghĩa là cao, kế đại. Passī do căn ngữ dis có nghĩa là thấy. Đây là một danh định từ có ý nghĩa là sự suy xét, sự suy xét. Vậy thì supa nupassino nó cũng được chia theo sở hữu các số ít chát thí quỳ pháp tí cao quá trình á. Cho nên chữ anupassī nó biến thành anupassino và nó đi chung với chữ supa, nó biến thành supa nupassino có nghĩa là của việc suy xét về cái đẹp, của việc suy xét về cái đẹp. Gà cái mà là mấy con gà nó hay quá tiếng Bali, thật rồi. Đầu óc suy diễn hay quá ha, người nhiều chuyện là vậy đó. Rồi xong chưa? Rồi bây giờ tiếp tục câu số 3 ha. Câu số 3. Phiêu vô tanh hà bao quát tha thi. Phiêu vô tanh hà bao quát tha thi. Chữ phiêu vô đây là một cặn từ. Phiêu vô có nghĩa là hơn. Hơn thua. Này là hơn chứ không có thua. Đây là một sự so sánh. Phiêu vô. Rồi chữ tanh ha, tanh ha quý vị biết rồi hả, ái dục ha, tanh ha là ái dục. Bao quát thạch ti, cái động từ số ít, động từ số ít. Bởi vì căn ngữ của nó, căn ngữ quát có nghĩa là tăng trưởng. Bao quát thạch ti là lớn mạnh, tăng trưởng. Lớn mạnh tăng trưởng. Bây giờ gom ba câu này lại để ý nghĩa nó xuất tích hơn. Vitak kapamathita sachan tuno tibhara gassa supa nupassino tiêu yo tan ha pavatthati. Ba câu này có ý nghĩa thế này. Đối với người bị khuấy động bởi tư duy có tham ái sắc bén, suy xét về cái đẹp, ái dục tăng trưởng bội phần. Chữ bội phần có nghĩa là nhiều hơn á. Đối với người bị khuấy động bởi tư duy có tham ái sắc bén, suy xét về cái đẹp, ái dục tăng trưởng bội phần. Và bây giờ chúng ta đến câu cuối cùng. Câu cuối cùng nha, sa tu sa tu xin nhiều quà. Câu cuối cùng. Ê sa khô đàn hằng ca rô tiếp bằng tha năng. Ê sa khô đàn hằng ca rô tiếp bằng tha năng. Câu cuối, chữ e sa do đại từ e ta, nó là một đại từ nam tính ha. Nhưng mà chữ e ta này đã biến thành e sa đó, trong cái dạng chủ từ số ít ha. Bà tha ma e ca qua chá na vi pa ti ha, e sa là người ấy hay là người này, người ấy hay người này. Rồi cô tu nữ Phúc Hạnh hết nghe rồi, hết nghe cho bỏ chạy ha. Rồi chữ khô, khô đây là một trạng từ thật vậy. Khô thật vậy.
Tiếp theo chữ đan hằng. Đan hằng do cái từ đan há, do cái từ đan há. Nhưng mà chữ đan há này được chia theo đối các số ít đối kỳ gia quỳ pháp tỷ ê các quá trình á. Cho nên chữ đan há biến thành đan hằng. Đan hằng nó là một tính từ, có nghĩa là chắc chắn, chắc chắn bền vững, chắc chắn bền vững. Đàn hằng chắc chắn bền vững. Saroti, cái động từ này chúng ta gặp rất là nhiều. Caroti, đừng có đọc theo tiếng Việt ha. Caroti, chữ caroti này có nghĩa là làm, làm, động từ làm. Rồi, cái chữ cuối cùng ban tha năng. Cà rô tí là làm. Ban tha năng. Ban tha năng nó là một danh từ trung tính do cái từ ban tha na. Ban tha na tức là a kran ta na pum sa ka linh ga. Nhưng mà chữ ban tha na đó được chia theo đối các số ít đu tỷ giáo vì phát tí ê cao quá trình á. Cho nên ban thành á biến thành ban tha năng. Ban tha năng là sự trói buộc, sự trói buộc. Rồi câu cuối cùng này ê sắc hồ đàn hằng cao rô tí ban tha năng. Ê sắc hồ đàn hằng ca rô tiếp bằng tha năng. Thật vậy, người ấy làm cho sự trói buộc trở nên chắc chắn. Thật vậy, người ấy làm cho sự trói buộc trở nên chắc chắn. Rồi, câu Phật ngôn 349. Ý nghĩa: đối với người bị khuấy động bởi tư duy, có tham ái sắc bén, suy xét về cái đẹp, ái dục tăng trưởng bội phần, quá vậy, người ấy đã làm cho sự trói buộc trở nên chắc chắn. Xin lặp lại ha. Đối với người bị khuấy động bởi suy tư, có tham ái sắc bắn, suy xét về cái đẹp, ái dục tăng trưởng nhiều hơn. Thật vậy, người hãy làm cho sự trói buộc trở nên chắc chắn. Câu Phật ngôn 349, Ngài Hòa Thượng Giới Đức là phụ thơ lục bát thế này. Người kia tư tưởng chẳng lành, nuôi lớn dục lạc nảy sanh, ái tham như nước không nguồn, nước càng chảy mãi ái duồng tăng thêm, là dây trói buộc chắc bền mà ma vương đã xỏ xiên tặng đời. Không dài gì thấy vậy không? Ở đây thì nó ngắn gọn nè. Người kia tư tưởng chẳng lành, nuôi lớn dục lạc nảy sanh tâm hồn, ái tham như nước thông nguồn, nước càng chảy mãi ái duồng tăng thêm. Bỏ hai câu sau ha. Rồi. Đó chị Kim cho nói với gà, hôm nay tụi bay lớn hơn tụi tao, tao ghét tụi mày. Rồi quý vị thấy Sĩ Kim thấy này, nếu mà tỳ khưu là khoe pháp và câu nhân này ha, có tha tâm thông này, có thần thông này, nghe được chó nói gà kêu này ha. Cái kiểu này tỳ khưu là trục xuất rồi. Nhưng mà này cư sĩ
Cho nên kỹ sư của tâm hồn muốn nói gì nói, con người nhiều chuyện là vậy đó, cho sủa gà kéo cũng rất rối nữa. Rồi bây giờ nghe ngài 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 Minh Châu mẹ. Người tẩy như phục tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng làm dây trói mình chặt. Hòa thượng Minh Châu rất là ngắn gọn. Người tẩy như phục tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng làm dây trói mình chặt. Rồi. À, câu Phật ngôn 349 và 350 cùng một duyên sự. Khi nào mà học đến câu 350 thì khi đó chúng ta sẽ hiểu cái duyên sự câu Phật ngôn này. Hôm nay thì chúng ta chỉ học mà về trường âm, đoạn âm, về giọng đọc, về giọng đọc. Còn ngày kế tiếp á, là chúng ta mới hiểu được duyên sự này. Nhưng mà bây giờ trên ý nghĩa này, ý nghĩa của câu Phật ngôn này, người tẩy nhiếp phục, quý vị hiểu tẩy nhiếp phục là cái gì? Tức là người đó bị tham sân si nó chi phối, nó làm chủ tình hình. Ví dụ như thấy một cái bông đẹp, bông đẹp thì kệ cái bông nhá, mắt thấy thì chỉ là mắt thấy thôi, nhưng mà cái gì tôi thấy có cái tôi trong đó, có cái bản ngã trong đó, thấy đẹp là tham khởi lên. Tôi thấy cái bông đẹp mà tham khởi lên thì làm gì? Cái bông đó phải là sở hữu của mình. Nó mọc ở bên vệ đường, hoặc trong công viên, hoặc trong vườn hoa ha. Nhưng mà rồi không muốn cho nó sống, mình cắt đứt cái mạng sống của nó, mình làm chủ nó, đem về cắm trong bình hoa ha. Quý vị thấy nhất là bông huệ thơm lắm. Cắm bình hoa nghĩa là ai đi ngang qua nhìn thấy thanh khiết, thấy trắng, thấy thơm phức à. Nhưng mà thường thường là nói rằng chữ lợi nó đi chung với cái chữ hại. Chữ tài đi với chữ tai một phần. Tại sao? Khi mà nhìn cái bông đẹp như vậy, thưởng thức cái bông đẹp thơm phức như vậy, ai cũng hoan hỷ ha. Nhưng mà hoan hỷ được mấy ngày, rồi ai là người đi đổ nước ở trong cái bình hoa đó? Mà khi quý vị đổ nước trong cái bình hoa mà chân cái bông huệ á, thì quý vị thấy như sao? Cái mùi nó có thơm không? Bông thơm, nhưng mà cái nước của cái bông huệ nó có thơm hay là thối? Thì bây giờ khi mà đã bị tham sân si nhiếp phục, tức là có cái bản ngã của mình trong đó, thì thu quắc có cái bản ngã rồi đó là thu quắc mình đâu làm chủ được mình nữa. Con mắt nó thấy cho nên hỏi cái gì, tôi thấy cái gì? Thì cái bông này đẹp, tại sao bông xấu không thèm nhìn? Mà nhìn bông, nhìn cái đẹp rồi cái mình đem về mình cắm, hoặc là nhiều khi cắm không thèm đổ nước nữa nha. Cắm không thèm đổ nước nữa. Một hai ngày cái heo queo rồi cũng sắp đem đi chuột. Thì bây giờ cái đó là cái gì? Bị cái dục vọng, bị cái ái dục nó chi phối. Cho nên con người mình á, không còn tỉnh táo và không còn chân chánh nữa. Mà người ta hay nói một cái câu: chánh nhân dùng tà pháp thì tà pháp ắt thành chánh, mà tà nhân mà dùng chánh pháp thì chánh pháp ắt quy tà. Quý vị nghe thấy nho cả chùm không? Cái điều đó nói lên cái vấn đề gì? Ăn thua cái dụng là cái mà bên trong,
tức là trong ba cái nghiệp này, thân, khẩu và ý, thì cái ý nghiệp nó quyết định cho chúng ta. Ý của chúng ta trơn chánh hay ý của chúng ta nghĩ bậy. Khi mà ý của chúng ta mà trơn chánh thì cái chuyện xấu nó cũng trở thành tốt, mà ý của chúng ta mà bậy bạ thì cái tốt nó cũng thành cái xấu, mà cái tốt cũng thành cái xấu. Bởi vậy ở đây, cái người mà bị coi như tham lam, sân hận, si mê, nhất là tân hà hả, nó chi phối rồi á, thì cái tham này nó vi tế lắm. À, cái tham này nhìn vô cái gì nó cũng thấy đẹp lắm. Họ đã mở mắt rồi, à, mở mắt rồi. Đây này, trên này thấy cái gì nó cũng là của ta, tự ngã của ta, cái gì cũng là nhất duyên chỉ à. Mình là cái rốn của vũ trụ, cho nên cái ái dục nó tăng trưởng. Mà khi nó tăng trưởng thì coi như nó là sợi dây, nó cột chặt mình lại, nó cột chặt mình lại. Nó ngày vợ qua cái xích hầu bỏ chạy này, tới chạy đâu, chạy ra sau chùa Phước Quang á, khổ thiệt. Không chạy ra phía trước mà chạy ra phía sau làm chi vậy? Rồi đẩy câu vật ngon này, à, theo chúng tôi gợi ý để cho quý vị thảo luận ha. À, quý vị chắc chắn có nhiều ý kiến hay hơn chúng tôi. Rồi bây giờ quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Chúng ta còn thời gian là mười mấy phút nữa mà. Nếu mà không để cho quý vị nói thì nói rằng tại sao mà đọc bài muốn nói mình à, không cho ai nói, nói dở ẹt à, mà cái nó hoài nghe càm ràm nghe chán quá. Rồi bây giờ ý kiến quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Câu Phật nói là như vậy, nhưng mà còn đối với cuộc sống quý vị thấy có xác thực hay không, à, thấy có đúng với cái tình trạng bây giờ hay không, hay là cái chuyện này xa xưa quá rồi, chuyện cũ rất 2560 mấy năm, à, bây giờ đem ra mà có như nói như thế này thì đấy không có hợp thời. Thì quý vị nghĩ sao? Qua câu Phật ngôn này. Rồi xin mời ý kiến của quý vị. Chính xác phải xác minh rõ ràng, phải đưa ra luận chứng làm sao chứ nó chính xác là coi như là con gà con chó mình cũng đưa vô đây nè hả? Con gà con chó nó, đó là cái chuyện của nó. Còn ở đây chính xác phải cho biết chính xác ở cái mức độ thế nào. Rồi việc có cháp lên như vậy thôi, đâu có dám cầm mít đâu, làm rối độ hình luôn. Alo, xin mời ý kiến của quý vị. Người nào cầm micro, người đó mới là chính xác. Còn không cầm micro mà cái chát đây như vậy là chưa chính xác. À, là cái gì ở trong này còn có khích tướng, khích độ, chán thiệt. À, cái gì làm dây trói mình chặt, à, cái gì mà mình bị trói buộc do cái gì. À, biết nó khích mà còn dám đưa tay, khổ thiệt. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con là biết không sợ súng mà sư. Biết rõ dẫn chui vô chồng à. Có mới đó gọi là bị vô bị gọi là gì? Bị làm dây trói buộc á. cái này trong thường ngày con thấy rất là đúng. Đức Phật, lời Đức Phật, thứ nhất lời Đức Phật không bao giờ sai hết. Những lời chỉ dạy của Đức Phật, những Đức Phật trong đều đúng trong quá khứ, rất đúng trong hiện tại, và nó sẽ đúng trong tương lai. Không có gì thắc mắc điều đó hết. Nhưng mà để biện giải cái này, để chứng minh cái này á, thì cũng dễ thôi. Con người sinh ra đời đó là thì cái kiếp này họ sinh ra nó liên hệ tới kiếp trước. Kiếp trước họ thích cái gì, họ muốn cái gì đó mà nó quá nhiều đó, à, thì nó trói buộc, nó thủ rồi nó hủ,
thì nó tái sanh, nó đem theo, nó đem theo trong cái cuộc, trong cái kiếp hiện tại này, và nó sẽ đem theo cho cái kiếp tới nữa, nếu mà họ không có sự tu tập, huấn luyện, thuần phục cái tâm của họ, thì họ đời đời kiếp, họ vẫn bị luân hồi theo những cái tham ái này. À, nói xa xôi vậy cho thí dụ đi bà ơi, bà nói gì ai mà hiểu. Dạ con xin cho thí dụ ạ. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Chẳng hạn quý vị sanh ra đời, khi có những người được cái nghiệp tốt, sanh ra trong một gia đình giàu có những người thì sanh trong gia đình trung bình, sanh có người sanh trong gia đình nghèo khổ. Tôi nghĩ là quý vị phải hiểu rằng người giàu có là đầy đủ cái phước thế vật của họ, là sanh ra đời không phải làm gì hết á, tới mở miệng ra khi nào đói có người đem đồ ăn lại ăn, hà muốn cái gì cũng được hết. Có nhiều khi không muốn, người ba mẹ mình cũng cho mình cái này cái kia. Còn có người trung bình là cái gì cũng trung bình hết, cũng có đồ nhưng mà nó không thiệt hảo lắm, nhưng mà cũng hơn người khác. Có người nghèo khó là ăn bữa sáng lo buổi chiều, đói rách quần áo mặc không lành lặn, không được quần áo tốt, không ở một nơi tốt, ở một nơi rất là hỗn độn chẳng hạn như vậy. Thì cho dù họ ở trong cái hoàn cảnh nào, nếu mà họ có sự tham ái, họ có cơ hội, cái sự tham ái này nó vẫn làm dây ràng buộc của họ. Như thí dụ, một người vừa sanh ra đời, tuy còn nhỏ, họ không biết, nhưng mà khi họ lớn, họ gặp cái đối tượng của họ, họ thích một cái gì, họ nghe nói là một người giàu có thì phải có cái này, phải có chiếc xe này như xe mà nổi tiếng, như con thấy cái xe mà nổi tiếng của bên nước Anh đó, nó chỉ bán cho những người nổi tiếng, xe Rolls Royce thì họ nói phải có cái đó. Rồi khi mà họ có cái đó rồi, họ được cái đó rồi, họ tự mãn trong đó, họ nói họ là người giàu có, họ là người quyền quý, họ là người tuyệt hảo, họ là người thông minh nhất trên cõi đời, lại đủ thứ, cái gì cũng có hết. Nhưng họ không biết rằng đó là cái nghiệp của họ, từ trong cái phước của họ đã tạo từ nhiều đời trong quá khứ, nhưng mà tới kiếp này họ không biết, họ cứ tự mãn, họ ngã mãn, họ nghĩ rằng họ là người trên cao cả của cái sự mà họ đang có như vậy. Họ muốn cái gì họ cũng được và họ đóng khung trong đó. Nếu có một người nào chê trách họ là đồ dỗm, có cái xe không ngồi trong đó chạy cũng đâu có gì khác hẳn. Thì từ đây đi tới chỗ kia đó, thì tôi ông đi xe Rolls Royce, tôi đi xe đạp cũng tới, cũng nhanh là tôi đi xe cù rô là cũng được, ui xe gắn máy cũng được, cũng chở tới nơi thôi, đâu có cần. Còn có người nói ông đi xe Rolls Royce, người ta đi máy bay luôn sao chẳng hạn, vậy cũng nhanh hơn ông nữa chẳng hạn như vậy. Có những người nói thích vậy, thì trên đời cũng có những người họ muốn chỉ trích thì họ có thể chỉ trích những gì. Thì người này họ không hiểu cái điều đó, họ tự nhiên họ tức giận, họ tìm cách trả thù cái người mà chỉ trích họ. Họ nói cái người đó là nói bậy, xâm phạm tới họ. Nhưng cái đó là lời nói thôi, đó là trong cái nước mà không có dân chủ. Nhưng trong cái nước dân chủ như nước Mỹ, ông tổng thống hay cái gì, thượng nghị sĩ cái gì đó, những người mà làm cho chính quyền, mà họ lãnh lương từ cái tiền thế của người dân, thì người dân có quyền chỉ trích, nói tất cả mọi điều về ổng, lôi ổng ra hết, tam đời tứ đại chữ hết, đó là chuyện bình thường. Nhưng nói những nước như những cộng sản, ai mà đụng tới Tập Cận Bình, ở đây mình coi là Bình Cẩu, kêu thằng cha Tập, chó Tập chẳng hạn như vậy, đại khái cẩu là chó, là hạ tiện, mình dám nói, nhưng mà khi mà qua bển đâu có dám nói, nó sẽ thủ tiêu mình liền, thanh toán mỏng liền. Thì những cái sự mà cái ngã mạn, những cái ý kiến sai lầm của họ, họ trả thù, họ tìm mọi cách để đáp trả lại những cái gì mà chỉ trích họ xuống. Thì khi mà họ làm như vậy, họ sẽ bị tạo ra cái nghiệp bất thiện, là giết hại chúng sanh, tạo ra nghiệp xấu giống vậy. Đó là chỉ một vài, con chỉ để thí dụ một vài thí dụ nhỏ thôi. Nhưng mà họ có thể giết một đám người, đốt nguyên cái làng, hay là thủ tiêu nguyên cái thành phố, nếu mà cái điều đó mà họ chạm đến cái danh dự, đến mà cái quyền lực của họ, thì họ làm hết tất cả. Đó có phải là họ tự buộc trói
trong cái điều mà họ tham muốn, thì họ tham muốn rồi họ tự trói buộc trong tham muốn đó, họ làm trong đó, họ không có rời xa cái đó. Khi mà con người lên cái địa vị đó, khi kêu họ buông bỏ quyền lợi rất khó, họ không bao giờ buông bỏ được hết trơn á, rất khó cho họ buông bỏ những điều đó, họ trói buộc trong đó. Ngay cả những người dân thường thôi, khi mà họ thấy bạn bè của họ mà đeo một chiếc cà vá hột xoàn, hay bận một bộ đồ, hay chạy một xe, hay là một có một căn nhà đẹp hơn, thì trong tâm của họ lúc nào cũng ham muốn, và họ cố gắng hết làm mọi cách, cho dù cực khổ cách mấy chồng con phải cố gắng lên để họ thỏa mãn cái đó. Thì chính cái sự mà ham muốn của nó, họ đã cố gắng để gây dựng lên đó. Khi mà họ có trong đó, họ bị bối trói buộc trong đó. Khi mà có nhà cửa lớn thì họ phải tiêu nhiều tiền hơn trong cái sự mà maintenance, tức là giữ gìn cái nhà đó, rồi insurance, rồi đủ thứ. Rồi khi phải cái nhà mà đẹp giống vậy thì phải xài những đồ đẹp để phù hợp cái đó, xài những đồ cũ thì đâu có được, hay xài những đồ mà rẻ tiền thì không được. Thì đó chính là cái sự trói buộc của họ. Chắc họ tự tạo ra, họ tự tạo ra, họ, rồi họ hoan hỷ, họ thích thú trong đó, họ trói buộc trong đó. Đó là những ví dụ con nói vậy. Tỷ theo những cái chẳng hạn như trong gia đình, trong nhà con cũng vậy. Trong cái bàn ăn cơm đó, thì mỗi một người có một cái ghế riêng. Người ba con ngồi ghế đó, má con ngồi ghế đó, chị con ngồi ghế đó, con thì cũng ngồi cái ghế nào mà người ta chê, cái út mà lạng quạng, đục cho phù mỏ, bụi tạc lửa chẳng hạn vậy. Nhưng mà con được út, nhưng mà ba má con lại thích con, tại vì sinh con ra nhà cửa giàu có khá giả, mặc dù nhỏ nói ngọng nói nhiều, nhưng mà không ai dám ăn hiếp hết, ngồi đâu cũng được. Thì con thấy khi mà lên một chỗ ngồi đó mà của ông anh con đó, mà ông ngồi chỗ đó mà bữa ông lại trễ, mà ai thồn cho ngồi ông đó là ông về nó sao cha, sao mày ngồi chỗ tay vậy mày. Đó thì cũng một cái chỗ thôi, ngồi cũng ăn cơm no xong rồi xuống thôi chứ. Sao ông không, con nghĩ trong bụng, sao ông không đem cái ghế đi vô ngủ chung với ông vậy? Thì con nghĩ trong bụng thôi mà không dám nói, lúc đó còn nhỏ con nghĩ mắc cười lắm. Rồi qua Mỹ, con thấy một người anh chồng của con, ổng thích cái xe của ổng á, ổng giữ kỹ sạch lắm, cái trong nhà giờ dập. Nó mà ổng chạy cái xe đó hả, cái nó văng mùng cái nó chùm cái xe đó lại. Lúc đó con mới qua, con không biết đó, tại mấy người đã qua năm 75 tới năm 78 79 con mới vô trong nhà đó. Thì con tưởng thiệt, con nói ủa bộ văng mùng thiệt hả, làm gì văng mùng. Họ mới cười, nó khùng ơi là khùng, nó có cái bao chùm xe đó đâu cần cái văng mùng đâu. Con mới biết là ghẹo, tại con hay tin đó, ai nói gì con cũng tưởng thiệt giống vậy. Thì ổng rất kỹ cái xe ổng, ổng không có cho ai rồi cái xe ổng hết. Nhưng mà khi mà con hỏi con, ổng cho nhưng mà con không dám chạy, rủi có chuyện gì ổng đối thừa mình chết luôn thôi. Ổng có cái xe mô tô xài cồ nữa, con là chạy xe mô tô cái xe cồ ngầu lắm. Mặc dù bên này cái phần khối nó là trăm mấy chục á, nhưng mà con cũng dám chạy nữa. Con nói thôi sợ có chuyện gì mất công, ổng đi nể con. Nhưng mà con thấy ổng trói buộc trong đó đó, ổng giữ cái xe ổng bóng lưỡng sạch lắm, không có miếng bụi nữa. Vô trong xe của ổng, mặc dù cái xe 5-6 năm rồi đó, già 5-6 năm rồi mà vô nó giống như xe mới vậy đó. Thì có phải là họ bị cháy trói buộc trong đó không? Theo con thì con không có chặn cái xe con giữ lắm, con giữ sạch thôi chứ không quá chấn như vậy. Tại vì cái xe nó sẽ già, nó cũ đi rồi mai mốt nó hư, chạy ra ngoài đường nhiều khi đá văng gì nó ngoáy hơi sức đâu mà để cái xe giữ vậy. Nó cái xe nó chạy đi chở chỗ này chỗ kia thôi. Mình có xe này tốt rồi, xe người ta tốt hơn sao? Chẳng hạn xe này Rolls Royce tốt, có loại Rolls Royce mới nó còn tốt hơn sao? Hơi sức đâu chạy theo đó mệt chết bà luôn. Thì tánh con là nghĩ giống như vậy. Thì vấn đề mà sư nói trói buộc là như thế nào, là nó trói buộc tự mình ham thích từ nhiều đời, trong nhiều kiếp nó tàn trữ, nó tàn trong cái tàn thức, trong cái thức túc tái sanh tục sanh đó, gọi là phát trí sanh thí đó. Rồi khi chết nó chuyển qua nó cũng liên tục thôi. Vậy khi mà gặp được cái cảnh tốt mà mình ưa thích thì mình trói buộc trong đó. Có những người á, thì họ thích cây kiển gì đó, trời cái cây mà bonsai gì đó, trời ơi tối ngày cắt cắt thấy mệt quá. Có người thích nuôi chó, tối ngày rút chó, hùng chó muốn chết mẹ, lông không mà. Có người thích mèo, ôi có người thích uống rượu, có người thích chơi cờ tướng, có người thích tán chấp, có người mở miệng là trời ơi chửi thề con gốm hết sức vậy. Nghe đó ông á, cha mẹ không sinh ra dạy ông tiếng gì đâu, chửi thề nghe gốm vậy. Rồi con ghét lắm con bỏ đi. Đó quý vị coi trong thế gian này có bao nhiêu sự ưa thích, và họ trói buộc trong đó, họ không có rời bỏ sao.
ai mà nói tới họ cái đó là họ nổi cơn lên, cái ngã họ nói bum 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 bum, kệ tôi vậy đó, không thích thì đi. Nói không, ngay cả trong gia đình của mình, nếu anh em dòng họ của mình cũng đâu dám nói gì. Trời ai nói gì kệ, mệt quá họ. Thì họ tới bộ trong đó đó, thì con chính mình giống vậy đó. Hai còn mấy phút nữa hết rồi, con cũng mệt rồi đó. Con không biết con đúng hay sai, nhưng theo con nghĩ là giống như vậy đó. Thì con thấy trong cái câu này 349 á, người bị tà ý nhiếp phục, ý là sư hòa thượng Thích Minh Châu nói vậy. Người bị tà ý nhiếp phục, tức là những cái ý tà kiến giới cấm thủ nó nhiếp phục mình đi theo đó, rồi tham sắc bén nhìn tĩnh. Khi mà cái tham ái nó được nhìn sắc bén sâu sắc bằng cái tâm thanh tịnh của mình á, thì nó không bị nữa. Rồi người ấy ái tăng trưởng, làm dây trói buộc mình chặt. Nó tức là cái mình thích cái đó thì có phải cái ái tăng trưởng mình thủ trong đó, mình thủ rồi hủ trong đó, thì có phải là cái dây trói buộc từ kiếp này qua kiếp khác không? Như con thấy con chó đó, nó là con chó mà nó chỉ mơ ước rằng cái bữa nó ra đó, nó chỉ muốn rằng cái ngày đó nó sẽ gặp chủ nó, rồi nhảy trồm lên mình chủ nó, rồi nó liếm chủ nó dỗ dỗ cho đó, rồi dẫn nó đi. Nó rất thấy hạnh phúc. Mà cái bữa đó là bữa cuối cùng, thì chủ nó không trở về nữa. Nó vẫn mỗi ngày nó đều ra cái bến xe lửa, cái train station, là cái trạm xe lửa đó. Nó vẫn đi vậy tới 9-10 năm, mà cái cuộc sống của con chó nó chỉ chừng 15 năm hay là 17 năm thôi. Tại một năm của người đó là bằng 7 năm của chó. Mà nó đi vậy trong 9-10 năm giống vậy, cho đến khi nó đi không nổi, nó bệnh, nó chết. Thì có phải sự tham ái nó trói buộc vô đó không? Nó mặc dầu nó già, nó đi không nổi, nó bị ung thư vậy, chân cẳng nó sưng lên, nó vẫn lết đi tới. Thì cái sự tham ái trói buộc nó vô trong đó. Nó phải đi chỗ đó để nó mơ tưởng rằng nó sẽ được gặp người chủ nó lại, để có những cảm giác như vậy, để nó thỏa mãn cái ý muốn của nó giống vậy. Thì có những người vợ mình chết rồi, hai chồng mình chết rồi, họ vẫn thương nhớ những cái cảm xúc mà cái người vợ người chồng đó cho họ, họ vẫn tưởng nhớ đến đó cho đến khi mà họ chết. Có nhiều người họ chết họ cũng không lấy vợ khác, hay là lấy vợ khác họ cũng không thương bằng cái người chồng hay người vợ trước đó của họ. Thì con thấy cái điều đó xảy ra hàng ngày, nhưng mà nói ra thì không được. Có nhiều người thì nói, ôi cái thằng đó, ôi cái con đó, ôi cái ông đó, ôi cái bà đó khùng dễ sợ, hơi sức đau lắm làm gì. Nhưng mà chuyện đó vẫn có người làm, không có gì thay biệt. Dạ, con hết giờ rồi, con xin trả máy lại. Con cái gì sai sót, xin quý vị chăm trước và chỉ dạy. Con xin chúc quý vị một buổi chiều an vui. Dạ, tôi xin trả máy lại ạ. Sa thù sư Kim ha. Quý vị thấy rằng thời gian còn dài, cho nên mới mời sư Kim lên, mà sư Kim cũng canh ma, còn con phút nữa trả micro lại cho đạo tràng, rất là hoan hỷ. Phân tích nhiều cái vấn đề rất là thiết thực, từ cái chuyện gia đình của mình rồi tới cái vấn đề xã hội, có những cái sự trói buộc, có những cái sự dính mắc mà chúng ta không thể xa lắm nó được, nghĩa là cùng phàm. Đối với những người tu cũng có những cái vị mà gọi là thích đủ thứ, thích tùm lum, thì như vậy cái gì, do cái ái dục, do sự tham mãi, đứng núi này trong núi kia mà cùng phàm thì phải dính mắc thôi. Còn phàm và dính mắc, cho nên cái câu Phật ngôn tới là 350, chúng ta sẽ thấy được cái sự tham ái này nó có liên quan đến quá khứ chứ không phải trong hiện tại không mà thôi ha. Tức là cái nhân của quá khứ, cái quả bây giờ, để rồi chúng ta dính mắc, chúng ta cột trói với nhau. Chỉ cần nhìn nhau là cảm thấy rằng đã phát sinh cái vấn đề ái luyến trong đó. Mà ở ngoài đời á, thì người ta nói bốn mắt nhìn nhau thì trào máu lệ. Không biết họ có trào máu lệ hay là rồi họ bị cột trói với nhau, để rồi họ khổ cá một cuộc đời. Bây giờ Sư Kim cũng đã nói quá nhiều rồi.
À, thời gian cũng đã hết. Thì mong quý vị cái câu Phật ngôn sau sẽ giải quyết vấn đề này. À, với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả của độ trì chúng sanh. Những người tu giới hành, giới trí và tâm thiền xin qua được vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chúng chúng. Từ kỳ đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chà vá chê nạ sô thị vô hô đu sa vạ đà. Do lời chân thật này kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.